Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Bèo. Ngày hôm nay có một cái mác tên là Thoát Khỏi Book à? Book là gì ta? Book là book sờ mà đấy. Tôi thử lên Google tôi xem book sờ là gì ta? Thoát Khỏi Book các bạn ạ. Tôi tưởng là book là lỗi game, book không phải bạn ơi. Book này là book con bọ mà. Không phải bạn, tôi lên Google tôi search chữ book này. Nó toàn ra con bọ thôi. Book này từ để search thử bạn nhé. Book nó ra cái gì bận là tôi cũng không biết nó là cái gì nữa, nhưng đại loại map tên là Thoát Khỏi Book. Nó không biết book à? Book này là book là tên của ông chủ map à? Tôi tưởng là phải giải mã thoát khỏi những cái lỗi gì bị book game cái gì cơ. Hóa ra book này là tên ông chủ map à? Ui, tôi tưởng là một cái nhân vật gì đấy hay là một cái lỗi game gì đấy, nó có book game, lỗi game. Nhưng hóa là tôi cứ chơi thử xem là như thế nào bạn nhá. Cho rất là nhiều mũi tên các bạn ạ. Cái gì vậy? Ủa sao có chữ Mèo Bèo này? Chúc anh Mèo Bèo và các bạn chơi vui vẻ trong map. Nếu bạn thấy con nhân vật bị treo lên cây thì hãy đánh hoặc dìu nó xuống nhé. Nhớ lấy tên trong bao dương. Đâm. Có nhân vật đâu? Quán cà phê. Bánh kem. Ăn sao không? Bác sẽ giải hình à? Kiểm tra kỹ nha. Ok. Rồi. Bước khoát. Để xem mà chơi như nào nhé. Level 1. Con nào có búc à? Ôi. Con nào có búc bạn ạ? Thấy nó luôn không? Mày nhờn. Ủa sao đơn giản vậy? What? Ủa thêm mấy cái bóc cua để làm gì vậy? Ủa? Thêm mấy cái bóc cua để làm chi vậy? À, chôn à? Từ này, dò đường cái. Bây giờ nó đập nó không ra bạn, ở trên PC đập nó không hiện tờ hình. Bây giờ mình dùng cung đó, dùng cung để dò đường bên từ những cây đúng không ta? Không được. Ok, một chặn rồi bạn ạ. Rồi ok, thôi tiếp đi. Cái gì? Sao level nào búp rồi? Búp này. Hả? Mới vậy thôi á? Ủa? Chỉ có đơn giản như vậy thôi á? Tôi tưởng là mấy con này nó phải khó, nó phải đuổi theo mình, mình phải tìm chỗ trốn hay cái gì chứ? Ủa mỗi một level chỉ có bắn cung xong rồi con búp này nó chết xong rồi lấy chìa khóa mở qua level tiếp theo là hết rồi à? What? Có cái gì nó hấp dẫn hơn chứ? Như mình phải giải mã hay mình phải đi tìm, trong lúc bị con búp này nó dí mình phải đi tìm chìa khóa hay mình phải làm một cái gì đấy nó có ý nghĩa hơn chứ nhỉ? Ừ ha. Chỉ như vậy thôi mà. Ơ. Hình như tất cả những level đều như vậy bạn ạ. Thậm chí em búp con này đánh bình cũng có hai con à. Tôi thử chép. Ví dụ như mình chết thì lỗi em nữa, thử nữa. Cho lava nhưng lại không thể nhảy vào lava. Ủa rồi nó có ý nghĩa gì? Thậm chí mấy con này đánh thì rõ là yếu bạn ạ. Ủa? Rồi là chơi game hay là chơi game từ thiện vậy? Chơi game từ thiện à? Kiểu như là ấy là thôi thắng đi đừng chơi nữa à, hãy win đi đừng chơi nữa à. Tư này chơi game này khác gì không chơi ta. Thôi thử tháo hết giáp ra, thôi thử tháo hết giáp ra cho mình đánh nhá. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, yếu tê này mình đi, còn lắc đầu đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, mình xem là có lỗi gì không này. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ok, không có lỗi gì cả, nhưng mà map gì mà kỳ cục vậy mày? Chỉ có đánh mấy con này mà thôi à? Ok, tôi sẽ kiên nhẫn chơi hết xem như nào bận nhá. Mà ban đầu có vẻ là không ổn lắm bận ạ. Cho mấy này làm gì đây?
cho mấy cái này nhưng là không có ý nghĩa gì à. Là hay này. Một cái dưa bông. Cái gì đấy? Hãy cẩn thận, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để sang các level tiếp theo vì nó rất khó. Ok rồi. Đấy, nó phải có tinh thần như này này. Ok, tôi đã chờ đợi rất khó một lần rồi. Tôi đang chờ đợi một thứ rất là khó một lần để coi nào. Đúng rồi, nó phải thế chứ, đúng rồi. Nó phải như vậy. Hả? Là khó giữ chưa? Wow, hẳn 300 máu luôn mà. Là khó giữ chưa? Bây giờ nha, chìa khóa này rõ ràng chủ bác không bảo là chúng ta nên mở chìa bên này hay bên này bạn nhá. Đấy, chủ bác không nói nha, đó, cái này chủ bác không nói nha, bận nha, đó. Vì chủ map không nói cho nên tôi biết thì tôi mở bên nào cũng được, đúng không? Đấy, tôi có thể mở bên này mà tôi có thể mở bên này, đó, thế nên là vô lý không? Ví dụ như tôi mở bên này thì tôi lại bỏ lỡ cửa bên này, mà tôi mở cái cửa bên này mà là không có gì, tôi là không đi được bên này, bận thì vô lý không? Đó. Cửa hai bán chìa khóa bận á, ok rồi. Ở đây không có gì bận ạ, rồi cứ mở này đi, mở đi, đó, người dương. Ở đấy thấy không? Thế bận thì vô lý không? Đó. Thế tại sao chúng ta không mở thẳng cái cửa luôn đi mà còn phải mở bên này đúng không? Đấy, các bạn thấy nó bị vô lý chưa? Xong rồi xây một cái đống cát này nó không có ý nghĩa là bên ạ. Nó cái map này, đoạn này nó không có ý nghĩa gì cả. Thà rằng nếu như là mình á thì mình sẽ không cho mở cái cửa này, phải làm cách nào đấy. Nhưng mình phải mở cái cửa này để mình lấy đồ cho mình đào hay làm gì đấy để mở cái cửa này, nó phải như thế đúng không? Về lý thuyết nó phải như vậy bên ạ. Nó tự nhiên bây giờ cho một cái chìa khóa, tôi thích thì tôi mở cửa này, tôi không thích tôi cũng không mở cửa này, đúng không? Nó khá là vô nghĩa bạn ạ. Hết sức là vô nghĩa bạn, trong khi mấy con này đam thì bé yếu xìu bạn ạ, rất khó. Cái khỉ thì ok, tôi vẫn kiên nhẫn xem rất khó của chủ map là như nào ạ nhá. Đây đây, lại vậy bạn này. Về lý thuyết bạn nhá, này hiện tại mình đang cầm hai cái chìa khóa đúng không? Đó, mình đang cầm hai cái chìa khóa các bạn ạ. Ở đây có cái gì đây? Từ từ đây có gì đấy? Một cái khe à? Ở đây có một cái khe bên đây này. Thế lớp này có thể đi xuyên qua nhưng chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đi xuyên qua bên này. Mở cửa, đó. Thậm chí mình qua thẳng level bên này mình mở cửa tiếp luôn. Cái gì đấy? Ủa sao kẹt rồi? Ủa là sao? Cửa trốn à bà. Cũng phải được cái chi này bà. Được ra được. Ít ra là cũng thấy có tí thử thách rồi đấy. Ấy chà chà. Cũng được chứ nhỉ. Ok, nó là cửa trốn. Cửa trốn trốn trốn. Ủa? Thế ví dụ như tôi mở cửa bên kia thì sao? Thì là mình sẽ mất chìa khóa đúng không? Tôi không muốn mở. Ví dụ nha, bây giờ tôi không mở cái cửa bên kia và biến dư ra một cái chìa khóa bên ạ, đúng không? Nó tôi có thể chơi hẳn 2 level luôn. Nó map này. Tôi nha. Khoan đã, mình cứ kiểm tra trước mình ơi, trên này trước đi, biết đâu chỗ này có gì sao đúng không? Không có gì ha. Ê, tức là mình có thể, mình đang dư một chìa khóa bạn ạ. Đó, tôi sẽ không mở cái này đâu. Đó, tôi nghĩ là chủ map sẽ dụ chúng ta mở cái gì? Cái bên đó không đi qua được à? Ồ, mình không đi ngược lại được bạn ạ, không đi ngược lại được luôn mà. Ở đấy, hiện tại mình đang dư một chìa khóa này. Đó, mình có thể hoàn toàn có thể mở thẳng cái cửa bên này. Ồ, thậm chí mình có thể 3 chìa khóa cơ. Ở đây có 3 con đó, 4 con à? À, 4 con mới dư ra rất là nhiều chìa khóa bạn nhá. 4, ủa 500 máu cơ. Mình tính 500 máu thì cứ bình tĩnh bình thường. Ở trên có gì không ta? Bắt cua lên trên này à? Ồ, mấy con này phải đám to này. Bắt đầu mấy con này có vẻ là đám to bạn á. Ok, rồi. Ê, một súng luôn ta. Tiết kiệm thời gian không? Nghĩ là... Ủa, rồi mua súng rồi mua thêm đạn à? Thôi, tiết kiệm thời gian bạn. Tiết kiệm thời gian bình. Bán thì bán một viên, bán thì bán một lúc tầm khoảng 64 viên này bây giờ.
bấm từng viên thế này bạn ạ. Trời ơi nó lâu bạn ơi. Nè, đúng ra nên cho lựa chọn là một là mua từng viên, hai là mua một phát tầm 64 viên luôn đấy, 100 đậu chẳng hạn, ví dụ bao nhiêu đậu chẳng hạn kiểu vậy. Nó như thế luôn đi, bởi mua từng viên thế này rồi phí tiền mua súng rồi. Cảm thấy phí tiền mua súng rồi. Trời ơi, giờ mình mua từng viên lâu lắm bạn này. Bấm từng viên nó lâu chứ, thôi bấm cung luôn cho nha bạn nè. Thậm chí cung đam còn to hơn bạn ạ. Phí tiền mua súng bạn ơi. Trả lại 5 xu của tôi đây. Cảm thấy phí tiền mua súng nha. Mua súng thì thôi, đã người ta bỏ ra 5 xu ủng hộ chủ map rồi thì free đạn luôn đi. Chủ map còn tiếc gì vậy, đời tiền mua đạn đúng không? Nó người ta đã bỏ ra 5 xu ủng hộ chủ map rồi thì mình nói thật luôn á, về bài toán kinh tế là chủ map free luôn đạn cho người ta đi đúng không? Ủa? Ủa? Không có à? Không có chìa khóa à? Ơ? Chìa khóa đâu rồi? Ơ? Mất chìa khóa luôn à? Bởi như nào đây? Bởi tôi đánh giá tôi cảm thấy là không đúng bạn nhá. Chủ map là nêm tặng free đạn đi đó, người ta đã bỏ rồi xong luôn đấy, chìa khóa bị lỗi, nó rơi ở góc sầm bị lỗi chìa khóa luôn. Đây là như nào đây, ý chủ map là sao đây? Map này còn rất là nhiều vấn đề nha. Đấy, chìa khóa rơi vào góc lag bất luôn chìa khóa. Wow. Hay là mấy con này không chìa khóa à? À hình như là chỉ có một con chìa khóa bạn, chắc thế bạn. À ừ, chắc là vậy bạn ơi. Chỉ có một con chìa khóa mà thôi à. Ừ ok. Mà nhìn chung là map này lối chơi nó hơi bị kỳ cục nha. Tôi không đánh giá cao đối với map này bạn ạ. Gì đấy. Map này lối chơi chỉ có đứng bắn thôi bạn ạ, không có tư duy sáng tạo gì mới ta, kiểu như phải có tí giải bã hay gì mà chung mấy con này nó phải làm gì đấy, chứ có đứng ghim chỉ có bắn bắn này đấy, chỉ có bắn và bắn à. Xong rồi mua khẩu súng mà không được tặng kèm đạn, mà muốn mua đạn phải mua từng viên, không bán một cục luôn. Ồ, bình thường nếu là tôi bán free đạn đấy, người ta đã bỏ 5 xu ủng hộ map rồi mà không free đạn cho người ta đi. Bắt người ta mua thêm đạn 5 đậu một viên nữa chứ. Mặc dù không biết là trả tiếc gì đạn đâu, trả tiếc gì mấy đậu đâu, nhưng mà mất thời gian bạn ơi nhở. Mất thời gian ra. Bài toán kinh tế bữa này không hài lòng khách hàng đâu đấy. Khiến cho khách hàng không hài lòng bạn ạ. Đánh giá một sao cửa hàng liền đúng không? Giống kiểu như cái bạn vào quán ăn nó xịn xịn đấy, các bạn ăn người ta free nước lọc bình thường đúng không đấy, quán cho vài cốc nước lọc bình thường, chẳng hạn bây giờ các bạn lại tính tiền nước lọc, ví dụ 1.000 một cốc, 2.000 một cốc nước lọc, nghe nó bẩn cùm, nó phèm luôn đúng không anh em? Nó kiểu bạn đi quán ăn bây giờ quán này không miễn phí nước lọc gì thẳng đi. Ủa là sao? Ủa lại đi lên bẩn. Ủa khác gì đâu. Ủa đó, đi lên bình thường được mà, cái này đi parkour lên được mà các bạn. À chắc nghĩa là không lên được đúng không? À từ nha, chắc là nghĩa là không lên được. Nghe là không lên sợ à? Lên được mà đó. Ừ, mua đi kiểu như các bạn đến quán ăn nhưng mà lại phải bỏ thêm tiền mua cốc nước lọc mà, kiểu quán ăn xịn xịn nhá. Đấy, còn bơi xịn xịn bưng cốc nước lọc free có làm sao đâu. Ôi dồi ôi, tiếc gì cốc nước lọc. Mày này có chìa khóa không? Có à? Không có, đánh chúng có không có chứ. Bớt mà nhìn chung chỉ có đánh quái trong nhà chìa khóa bên đấy. Lối chơi chỉ có đánh quái nhà chìa khóa thôi bên ạ. À, yếu tố giải mã này cũng không có nhiều bận ơi. Đánh giá mắt này là cũng nên cập nhật thêm lên lối chơi nhá. À, mình cứ tưởng là do mình ốc lát ra, không phải. À, chỉ có một vài... Ủa, chìa khóa rồi. À, văng ra ngoài nữa, chỉ có một vài con rơi chìa khóa thôi. Thậm chí mình đang dư chìa khóa này. Ủa, ừ ha. Mình đang dư chìa khóa mà. Tại sao mình phải làm thế nhỉ? Gì ấy? Ôi, đấy, bây giờ trong đống đạn này. Đó. Xong rồi cho free súng luôn mà. Wow. Nhìn này,
Tôi là bấm một lần thôi nha. Đó. Tại vì chủ map cho dư chìa khóa chứ không phải là do tôi chơi ra bật. Ok không nó? Cái này là chủ map cho dư chìa khóa mà. Tôi dư hai cái này. Đó, kệ mấy con này luôn, không quan tâm. Đó. Vẫn còn à, chết tớ. Ê. Ây da, vẫn có bạn ơi. Cay thế nhỉ? Rồi. Ủa là sao? Cần lời giải thích. Ủa là sao? Mấy con này tự lăn ra chết và mình lại không có chìa khóa. Wow, không test map. Tuyệt vời. Wow. Wow. Rồi xong luôn, bỏ thêm 50 đậu mua hai chìa khóa. Đấy có hai con bot rồi không? Có hai con bot thì cứ cho là hai chìa khóa đi. Wow. Một cái kìa, dư à. Xe lửa ha. Lấy vài cái chắc chẳng may bị rớt. Tôi hết rồi à? Hết rồi, rồi đi tham quan bữa nay hết rồi. Rồi đi tham quan sao thôi, ok. Thì map này nó còn khá là nhiều vấn đề. Mong chủ map kiểu đợt lại với thế là lối chơi nó không ổn rồi. Lối chơi nó khá là kỳ cục, chỉ có đánh quá hay xong đi qua màn nó hơi kỳ nhỉ. Xong rồi chìa khóa lúc có lúc không có tiết nào mà nhìn chung nó có nhiều vấn đề lắm mà nó cái lối chơi này nên chỉnh sửa lại vấn đề thôi. Thế video chắc là xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái nó góp gì muốn mình đang làm thôi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.